Ông Hoàng tạo trend một hệ tư tưởng gọi tên công Ken. Trong đầu của em bây giờ không có năng nóng, chỉ có tri thức thôi. We are women, we so strong. Empower, power richer. Và cái hình tượng của em muốn đạt được đến đó là Bác Hồ. Một người phụ nữ độc lập, tự chủ, tự tin, sau đó thuê 5 anh 6 múi chạy lon ton trong nhà. Nghe nó chả hấp dẫn hơn là một cô vợ bụng bầu với 5 cái sừng trên đầu và khóc hu hu trong căn biệt thự. Đừng giao phó sự an toàn của mình vào trong tay người khác, đặc biệt là đàn ông. Em có gì đâu ngoài những vết thương sâu. Yêu bao nhiêu lâu mà vẫn cứ thấy đau. Gieo bao tương tư nặng ôm những nỗi buồn. Em trao tim em rồi đem bao linh hồn. Để đời lấy đôi phút bình yên, rồi đôi mắt ướt lên hàng đêm. Thế là em mới hy sinh vậy và xứng đáng. Sao tao xấu nhỉ? Trời không cho ai tất cả. Sao trời không cho tao cái gì nhỉ? Không một cái gì luôn. Anh ấy đẹp trai nhưng anh ấy không điển vì nghèo.